Ok, rồi. Thì trong cái ví dụ này ấy, bắt đầu từ bây giờ ấy, là chúng ta sẽ phải học cách viết unit test. Thầy có phỏng vấn một số các ứng viên để kiểu như làm trợ giảng ấy, giảng viên ở đây ấy. Thì hầu hết các ứng viên ấy code Java cho các công ty Việt Nam là không viết unit test. Họ bị một cái vấn đề là không đủ thời gian, đâm ra không viết unit test. Đúng không? Viết code luôn. Viết code luôn thì lại sinh ra rất nhiều bug. Sinh ra rất nhiều bug thì lại phải tốn rất nhiều thời gian để fix bug. Đâm ra là nó thành một cái vòng luẩn quẩn. Cứ nghèo đói mãi không không ngẩng mặt lên được. Cái cuối cùng là ứng dụng nó rất là buggy, thiếu ổn định. Cứ ngày này qua ngày khác là nói chung là viết. Thế đâm ra là nhiều khi thấy là một lập trình viên Việt Nam ấy, hiệu suất làm việc không bằng năm ông Việt Nam cũng bằng một ông người Nga. Hay là một ông người Đông Âu code. Trung Quốc, lập trình viên Trung Quốc code cũng tít. Thế thì chúng ta sẽ phải làm quen với cả viết unit test. Ok, thầy viết rất là chi tiết luôn để các anh ấy. Giao diện thì trông rất xấu. Ok, đây trông nó rất là cùi bắp. Thì cái phần giao diện này để cho các anh làm bút chát. Ok, thế thầy tóm tắt lại là nội dung hôm nay chúng ta sẽ học những gì. Ok. Rồi, hôm nay mình sẽ nói về về mấy vấn đề quản lý người dùng, xác thực và phân quyền. Ok. Thế chúng ta thấy hầu hết các cái ứng dụng ngày hôm nay, ứng dụng web ngày hôm nay đều có đăng nhập quản lý người dùng đúng không? Đúng không nhỉ? Ok. Thế mình có phần user management. Theo các em thì user management thì gồm có những cái nghiệp vụ gì? À, đúng rồi, đăng ký tài khoản đúng không? Đăng ký tài khoản. À, đăng ký tài khoản này xong rồi cập nhật. Cập nhật thông tin đúng không? Cập nhật thì có email này, password này, rồi là các cái user info. Nói chung là như vậy. Tìm kiếm, search by email đúng không? Tìm kiếm. Tìm kiếm thì email này, tên này, chắc là không tìm kiếm theo password nhỉ. Đúng không? Vân vân. Đấy, thế xong rồi, khi mình đăng nhập ấy, đăng ký tài khoản thì nó phải có một cơ chế là xác thực, xác nhận là để kích hoạt tài khoản ấy. Thì đúng rồi. Xác nhận thì có mấy hình thức. Cái này thứ nhất là qua email, email là dễ nhất. Cái thứ hai là qua SMS. Ok. Đấy. Rồi user ấy thì mình còn có set các trạng thái của user. Ví dụ như là mình thấy một ông user này nhá, mình có một cái dịch vụ. Ông user này ông ấy đăng ký xong ông dần dần lâu lâu ông hay dùng, mình nâng cấp cái tài khoản ông lên. Đúng không? Hoặc là trong một hệ thống thì lại có role của user. User này là admin, user này là student, user kia là giảng viên, vân vân. Đấy, thì cái trong cái này nó còn có cái là role. Role nhé. Role đây là bắt đầu là vai trò. Vai trò dịch ra là role. Role này thì ứng với vai trò thì nó lại có được những cái đặc quyền ấy, privilege. Các em hiểu nhỉ? Đặc quyền là ví dụ như là trainer thì được tạo bài giảng đúng không? Nhân viên sale thì được nhập đơn hàng. Admin thì được thay đổi password, quản lý vân vân. Đấy, đặc quyền thì nó trong tiếng Anh nó gọi là privilege. Ok. Thì hầu hết tất cả các hệ thống ngày hôm nay đều phải xoay quanh những vấn đề này. Ok. Còn vấn đề gì nữa nhỉ? Password. Password. Việc quản lý password ấy, thì ngày xưa ấy, người ta lưu password theo dạng là plain password.
vào trong một cột của một bảng. Thế nhưng mà nếu mà hacker mà nó chiếm quyền được cái bảng đấy thì cái password người ta lộ mất, đúng không? Ví dụ như anh Tuấn, anh là anh Tuấn đúng không? Anh Tuấn đúng không? Ờ, anh Tuấn anh ấy gõ cái password là ngày sinh nhật của người yêu anh ấy chẳng hạn. Bình thường ai biết ngày sinh nhật của người yêu anh ấy, đúng không? Thế nhưng mà giả sử có một hacker vào nhìn được cái password của anh Tuấn mà lưu plain ấy. Thông thường một người ấy, họ ít khi nhớ được quá 4 password. Và nhất là thanh niên giờ khi nhớ được 3, 2 hoặc tất cả là 1. Chung hết. Ờ. Thế nếu mà mình lấy được một password của anh ấy ở Gmail đi, xong rồi anh lại dùng cái Gmail với cả cái password đấy để đăng nhập vào một cái tài khoản ngân hàng đấy thì chắc chắn là sẽ tấn công được, lấy được hết tiền của anh Tuấn, đúng không? Thế thì xưa nhé, xưa thì lưu theo kiểu là lưu plain password. Nay thì chúng ta sẽ phải có cơ chế để mã hóa. Thực chất là nó là băm password, băm hashing, hash password. Đấy. Vấn đề về authentication thì theo bọn em nó là gì? Xác thực. Câu trả lời của authentication ấy, sau đó là gì? Anh là ai? Ví dụ như là mình đăng nhập vào trong Facebook, đúng không? Thì người ta sẽ biết bạn này có tài khoản như thế, tài khoản vân vân. Anh là ai để xác thực ấy, thì nó có mấy cơ chế. Một là cơ chế built-in luôn vào trong ứng dụng. Cơ chế built-in. Như hôm nay chúng ta làm là chúng ta sẽ built-in luôn trong ứng dụng. Còn có một cơ chế nữa là sử dụng bên thứ ba. Đó, người ta gọi là sử dụng bên thứ ba. Nhờ bên thứ ba. Thì các em có nhớ, có thấy hình dung là mình xác thực qua Gmail này, xác thực qua Facebook này, xác thực qua GitHub, đúng không? Chính là third party, nó gọi là third party authentication. Sau này thì nó thành một cái chuẩn đấy là OAuth. Sau có OAuth 1, sau đó tiến đến là có OAuth 2. Những cái thằng này về cái luồng của nó tương đối là phức tạp. Nếu mà chúng ta mà ngồi implement bằng tay, bằng code của thầy ấy, thì cũng được thôi. Thế nhưng mà trong cái khóa học này chúng ta sẽ học cách để authentication theo kiểu build trước. Sau đó với xác thực bên thứ ba thì chúng ta sẽ sử dụng thằng Gmail hoặc là dùng Spring Security. Chúng ta sẽ dùng Spring Security để thay thế. Ok. Thì thằng Spring Security nhé. Đấy. Rồi. Thế bây giờ chúng ta lại nói đến authorization thì nó làm gì nào? Phân quyền, đúng không? Người ta ra đường, người ta đánh nhau, người ta cứ hỏi mày có biết tao là ai không? Mày có biết bố mày là ai không? Ai hỏi câu này đúng không? Bản chất là xác thực. Còn có ý là phân quyền, kiểu quyền nào rất là mạnh ấy. Đấy, thế bây giờ phân quyền ấy. Để mà phân quyền được ấy, thì chúng ta lại phải có thêm role, đúng không? Role và privilege như lúc nãy nói. Thì hiện nay là nó có một cái cơ chế, nó gọi là cơ chế RBAC, Role Based Access Control. RBAC, Role Based Access Control. Cái này là một cái chuẩn mà tương đối là phổ biến. Có nghĩa là dựa vào các cái role. Ok. Trong một role thì lại có nhiều quyền. Một người lại có thể có nhiều role. Đấy, thế thì ở đây mình nói về cái thằng RBAC này nhé.
một role thì có nhiều quyền, một người có nhiều role, như vậy là người ta có thể có nhiều quyền không? Cộng lại của tất cả các quyền này. Ok, thì authorization ấy chỉ có thể thực hiện được sau authentication thành công, biết được anh ta là ai thì mới truy vấn được cái role đúng không? Ok, rồi về mặt là thiết kế bảng hay là thiết kế mô hình ấy, thì theo bọn em là mình cần có những cái mô hình gì, thiết kế bảng hoặc là model đi. DTO á? Rồi, cái đấy để sau. DTO nó đặc sản của thằng Java, nhiều các ngôn ngữ khác nó không có xài DTO. Thầy đang nói những cái gì nó căn bản nhất mà web framework nào cũng dùng, như Laravel, Golang, vân vân. Đầu tiên là bảng thì mình chắc chắn là có bảng user đúng không? Chắc chắn rồi đúng không? Bảng role nhé. Yeah. Chính xác, ủa chủ hàng này đỉnh cao đấy. Có bảng privilege. Vừa rồi thầy dạy môn Amazon Web Service, thấy Amazon nó thiết kế hệ thống phân quyền tuyệt vời. Sau bao nhiêu năm mới thấy đây mới là một cái thiết kế đỉnh cao chuẩn, có nghĩa là nó có thể cover được tất cả các nghiệp vụ, gần như tất cả các loại nghiệp vụ trên thế giới. Nó là nhà cung cấp điện toán đám mây gọi là mạnh nhất hiện nay. Thì vào cái IAM role của nó thì thấy khủng khiếp. Nhân tiện nhé, thì cho xem tí nhìn choáng luôn. Đâu nhỉ? Trước khi đi vào câu chuyện IAM role này. Ở trong Amazon Web Service này nó gọi là Identity Access Management. Đấy, tài khoản root này, tài khoản này các thứ. Đây, cứ đi nhanh đi. Đây, không những tài khoản của nó ấy, quản lý đến người này, tài khoản này, nhưng mà nó còn có Organization Unit, có nghĩa là phân cấp theo tổ chức và đơn vị. Mà tổ chức và đơn vị thì từ một công ty nhỏ 10 người cho đến cả một tập đoàn mấy chục nghìn người, trăm nghìn người nó vẫn quản lý được. Đấy, khủng khiếp không? Đấy, bọn em có thể nhìn thấy những cái thầy nói, mình có user, mình có role, mình có, đây nó còn có cả nhóm nữa. Xong rồi nó còn có cả policy. Thằng này nó rất là chi tiết. Thế trong policy của nó thì nó còn có là cho phép và không cho phép. Mình mà thiết kế cái này thì cũng hơi mệt. Kể cả thằng Spring Security phải nói là về mức độ chi tiết cũng chưa được bằng dịch vụ của Amazon. Thế nhưng mình học từ cái thằng Amazon này, mình có thể quay lại mình điều chế được. Đấy, các thầy nhá. Thế mình ngắn gọn thế thôi. Quay lại buổi ngày hôm nay. Công cụ để mình lập trình buổi ngày hôm nay mình cần những gì? Đầu tiên dependency nhá, mình nói dependency. Một là mình cần có web này, đúng không? DevTool này. Logbook này. Cần có Java Mail này. Cần có Teamlib này. Yeah, còn gì nữa? Không cần. Chưa cần, bọn mình code tự bằng tay. Web, DevTool, Logbook, Java Mail để thầy xem. Spring Session Core, mình cần phải có quản lý Session Core. Cái này quan trọng. Có Logbook này, có validation, phần validation này ấy. Ok. Rồi, bây giờ các bạn nhìn thấy được hết cái này chưa? Về màn hình thì theo các bạn cần có bao nhiêu màn hình? Tư duy cho thầy hỏi chứ. Có những màn hình gì? Đăng nhập rồi, quyết login.
đăng ký rồi register. Thôi bây giờ này nói màn hình nhé thì cũng chưa đủ, có một số cái là có phương thức get và post đúng không get để show màn hình, post để handling các thứ đó, thì còn có cả chức năng là validation đúng không, thì mình gọi là chức năng đi, chứ có chức năng nhé, chức năng này cho nó validation là gì, account activate, có nghĩa là sau khi người ta đăng ký xong, ok, mình sẽ gửi một cái email đến cho người ta bảo là anh hãy click vào link này đúng không, activate. Trên password vân vân, ok. Ở đây mình có cần có cả thằng AZG nữa, ok. Gần này đủ đây nha, rồi gửi cho các anh nhé. Đây stop này lại.